Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển 7. Mục 3. Phật khai thị về mật giáo, thầm giúp cho những người tu hành. A Nan, ông hỏi cách nhiếp trì tâm niệm thì tôi đã nói rằng, người muốn vào Tam Ma Đề tu học pháp môn nhiệm màu, cầu đạo Bồ Tát, trước hết cần giữ bốn thứ lục nghi, đó trong sáng như giá, như xương, tự không thể sinh ra được tất cả hành lá, ba ý nghiệp, bốn khẩu nghiệp ác, chắc không còn có nhân mà sinh được. A Nan, nếu giữ bốn việc như vậy không thiếu sót, thì tâm còn không duyên với sắc, hương, vị, xúc, tất cả ma sự làm sao mà phát sinh được. Nếu có tập khí cũ không thể diệt trừ, ông dạy người đó nhất tâm tụng thần chú vô thượng Phật đỉnh quang minh ma ha tát đát đa bát đát ra của tôi. Đó là cái tâm chú do vô vi tâm Phật của vô kiến đỉnh tướng Như Lai từ nơi đỉnh hiện ra, ngồi trên hoa sen báu mà nói. Vả lại, ông cùng nàng Ma Đăng già do nhân duyên nhiều kiếp đời trước thành tập khí ân ái, không phải một đời hay là một kiếp. Xong, một phen tôi tuyên dương thần chú thì nàng Ma Đăng già thoát hẳn khỏi lòng yêu, thành quả A-La-Hán. Nàng kia còn là dâm nữ, không có tâm tu hành, do sức thần chú giúp, cũng mau chứng quả vô học. Thế thì bọn ông, những hàng thanh văn trong hội này, cầu tối thượng thừa thì quyết định sẽ thành Phật, cũng ví như bụi bay gặp gió thuận, có khó khăn gì. Nếu có người trong đời mạt pháp muốn ngồi đạo trường tu hành, trước hết phải giữ cấm giới tỷ khưu thanh tịnh, và còn phải lựa chọn những vị sa môn giữ giới thanh tịnh bậc nhất để làm thầy mình. Nếu không gặp được tăng chúng thật thanh tịnh thì giới lục nghi chắc không thành tựu được. Sau khi giới được thành tựu rồi, người đó đắp y mới sạch sẽ, đốt hương ở riêng một mình, tụng thần chú do tâm Phật nói 108 biến. Về sau kết giới dựng lập đạo trường, cầu các đức vô thượng Như Lai hiện ở trong các cõi nước mười phương phóng hào quang đại bi đến rọi nơi đỉnh đầu mình. A Nan, những hàng thanh tịnh tỷ khưu hoặc tỷ khưu ni hoặc bạch y đàn việt như vậy, trong đời mạt pháp tâm diệt được tham dâm, giữ giới thân tịnh của Phật ở trong đạo trường, phát nguyện Bồ Tát khi ra khi vào, khi tắm khi rửa, cả trong sáu thời đều hành đạo như vậy, không ngủ đến 3 lần 7 ngày thì tôi tự hiện thân đến trước người ấy, xoa đỉnh an ủi, khiến cho khai ngộ. Mục 4. Khai thị nhận pháp, tắc lập đạo trường tu trì. Đoạn 1. Ông A Nan xin hỏi về quy tắc đạo trường. Ông A Nan bạch Phật rằng: Thưa Thế Tôn, tôi nhớ lời từ bi dạy bảo vô thượng của Đức Như Lai, tâm đã khai ngộ, tự biết con đường tu chứng thành quả vô học. Song những người tu hành trong đời mạt pháp muốn lập đạo trường cần kết giới thế nào cho hợp với quy tắc thanh tịnh của chư Phật Thế Tôn? Đoạn 2. Khai thị nghi thức đạo trường. Phật bảo ông A Nan, nếu người trong đời mạt pháp muốn lập đạo trường, trước hết phải lấy phần con đại lực bạch ngưu ở núi Tuyết Sơn. Bạch ngưu này ăn cỏ thơm ngon, tốt trong núi và chỉ uống nước trong trên núi Tuyết Sơn, nên cái phần mịn màng, nên lấy cái phần nó hòa hợp với hương chiên đàn để quét trên mặt đất. Nếu không phải ở Tuyết Sơn thì phân bạch ngưu hôi nhớp không thể trát đất được, vậy thì phải riêng ở nơi bình nguyên đào bỏ các lớp đất trên mặt, lấy thứ đất vàng từ 5 thước trở xuống, rồi lấy 10 thứ hương là chiên đàn, trầm thủy, tô hợp, huân lục, ức kim, bạch giao, thanh mộc, linh lăng, cam tùng và kê thiệp, nghiền ray thành bột, trộn với đất ấy thành bùn
để trát trên mặt đất đạo trường, mỗi bề một trượng sáu, thành cái đàn bát giác. Giữa trung tâm đàn, an trí một hoa sen làm bằng vàng, bạc, đồng, cây. Giữa hoa, để một cái bát, trong bát đựng trước nước mùa xương tháng 8, và trong nước ấy, tùy ý cắm các hoa lá hiện có, rồi lấy 8 cái gương tròn, mỗi cái để một phía, chung quanh hoa sen và bát hoa. Bên ngoài những gương ấy, trang trí 16 hoa sen, và giữa các hoa sen để 16 lư hương cho trang hoàng. Trong lư hương, đốt toàn hương trầm thủy, không cho thấy lửa. Lấy sữa bạch ngưu để trong 16 khí mảnh, lấy sữa làm bánh nướng và các thứ đường cát, bánh rán, bột sữa, tô hộp, mứt gừng, mật ong, bơ tốt, mật tốt, mỗi thứ 16 khí mảnh, đặt ở ngoài hoa sen và quanh vòng hoa sen để cúng dâng chư Phật và các vị Đại Bồ Tát. Trong mỗi thời ăn cơm và ở giữa đêm, lấy nửa thằng mật và ba cát bơ, trước đàn để riêng một lư lửa nhỏ, lấy hương đầu lâu bà, nấu lấy nước thơm, rửa than cho sạch, rồi đốt than đỏ hồng trong lư và rót mật bơ vào, đốt cho hết khói để cúng dường chư Phật, Bồ Tát. Ở bốn phía ngoài, treo khắp phan và hoa, ở trong phòng đàn, an trí hình tượng hiện có của Thập Phương Như Lai và các vị Bồ Tát nơi bốn vách, nên ở chính giữa để hình tượng Phật Lô Xá Na, Phật Thích Ca, Phật Di Lặc, Phật A Sơ, Phật Di Đà và các hình tượng đại biến hóa của Ngài Quán Âm, lại thêm hình tượng các vị Kim Cương Tạng Bồ Tát để ở hai bên, những tượng của Đế Thích, Phạm Vương, Ô Xô Sắc Ma, Lam Địa Ca, Quân Trà Lị, Tỳ Câu Chi và Tứ Thiên Vương, Tần Na, Dạ Ca, vân vân, treo ở hai bên cửa, lại lấy 8 cái gương treo úp trên hư không, mặt gương này đối chiếu với 8 gương trước đã để trong đàn tràng, làm cho các hình ảnh lồng nhau nhiều lớp. Đoạn 3, khai thị tu trì được chứng. Trong tuần 7 ngày đầu, chỉ thành đỉnh lễ danh hiệu Thập Phương Như Lai, các vị Đại Bồ Tát và A-La-Hán thường trong 6 thời tụng chú đi quanh đàn, chỉ tâm hành đạo, một thời thường là 108 biến. Trong tuần 7 ngày thứ 2, một mặt chuyên tâm phát nguyện Bồ Tát, tâm không gián đoạn, trong luật nghi đạo, ta đã có chỉ dạy về nguyện. Trong tuần 7, ngày thứ 3, trong cả 12 thời, một mặt trì chú Bát Đa Ra của Phật, đến ngày thứ 7, thì thấy Thập Phương Như Lai một thời xuất hiện. Trong chỗ ánh sáng, các mặt gương giao xen và được Phật xoa đỉnh, rồi liền ở nơi đạo trường đó tu phép Tam Ma Đề, có thể khiến cho những người tu học như vậy trong đời mạt pháp thân tâm được sáng suốt, trong sạch như ngọc lưu ly. A Nan, nếu trong các thầy truyền giới cho vị tỷ khưu ấy, hay trong 10 vị tỷ khưu đồng hội, có một người giới hạnh không thanh tịnh, thì những đạo trường như thế phần nhiều là không thành tựu. Từ sau 3 tuần 7 ngày ngồi nghiêm chỉnh an cư, trải qua 100 ngày thì những người có lợi căn không rời khỏi chỗ ngồi đã được quả tu đà hoàng. Dầu cho nơi thân tâm thánh quả chưa thành, nhưng đã quyết định tự biết sẽ thành Phật, không sai chạy. Ông hỏi về đạo trường thì cách dựng lập như vậy: một năm tuyên nói tâm chú, rộng khai thị những lợi ích. Đoạn 1, phóng hào quang khắp thị hiện. Ông A Nan đỉnh lễ chân Phật mà bạch Phật rằng: từ khi xuất gia, tôi ỷ lại nơi lòng thương yêu của Phật, vì cầu tuệ đa văn chưa chứng quả vô vi, nên bị tà thuật phạm thiên kỳ bắt buộc. Tâm tuy rõ ràng nhưng sức không tự do, nhờ gặp Ngài Văn Thù khiến cho tôi được giải thoát. Tuy tôi thầm nhờ sức của thần chú Phật Đỉnh Như Lai, nhưng chính mình còn chưa được nghe chú ấy
xin nguyện Đức Đại Từ tuyên nói lại cho. Thương xót cứu giúp các hàng tu hành trong hội này và những người đời sau, còn trong luân hồi được nhờ mật âm của Phật mà thân ý được giải thoát. Lúc bấy giờ, tất cả đại chúng trong hội thảy đều làm lễ, chờ nghe những câu chú bí mật của Như Lai. Lúc đó, Đức Thế Tôn từ nơi nhục kế phóng ra trong thứ hào quang báu. Trong hào quang hiện ra hoa sen báu ngàn cánh, có hóa thân Như Lai ngồi trong hoa sen. Trên đỉnh phóng ra 10 đạo hào quang bát bảo. Trong mỗi mỗi đạo hào quang đều hiện ra những vị kim cương mật tích, số lượng bằng 10 số cát sông Hằng, sách núi, cầm sử, khắp cõi hư không. Đại chúng ngửa lên xem, vừa yêu vừa sợ, cầu Phật thương xót che chở. Một tâm nghe Đức Phóng Quang Như Lai, nơi vô kiến định tướng của Phật, tuyên nói thần chú. Đoạn 2. Tuyên đọc thần chú Phật Định Thủ Lăng Nghiêm. Nam Mô Tát Giác Tha Tô Già Đa Gia A La Ha Đế Tam Diệu Tam Bồ Đà Tả Tát Đắc Tha Phật Đà Cô Chi Sắc Ni Sam. Nam Mô Tát Bà Bột Đà Bột Địa Tát Đá Bệ Tệ. Nam Mô Tát Đa Nẫm Tam Diệu Tam Bồ Đà Câu Chi Nẫm Xa Xá Ra Bà Ca Tăng Già Nẫm. Nam Mô Lô Kê A La Hán Đá Nẫm. Nam Mô Tô Lô Đa Ba Na Nẫm. Nam Mô Sa Yết Rị Đà Già Di Nẫm. Nam Mô Lô Kê Tam Diệu Già Đá Nẫm. Tam Diệu Già Ba Ra Để Ba Đa Na Nẫm. Nam Mô Đề Bà Ly Sắc Xiển. Nam Mô Tất Đà Gia Tỳ Địa Gia Đà Ra Ly Sắc Xiển. Xá Bà Nô Yết Ra Ha Sa Ha Sa Ra Ma Tha Nẫm. Nam Mô Bạc Ra Ha Ma Nê. Nam Mô Nhân Già Ra Gia. Nam Mô Bà Già Bà Đế Rô Đà Ra Gia. Ô Ma Bát Đế Sa Hê Dạ Gia. Nam Mô Bà Già Bà Đế Na Ra Dã No Gia. Bàn Giá Ma Ha Tam Mộ Đà Ra. Nam Mô Tất Yết Rị Đa Gia. Nam Mô Bà Già Bà Đế Mahakara Gia. Địa Rị Bát Lạc Na Già Ra Tỳ Đà Ra Ba No Kara Gia. A Địa Mục Đế Thi Ma Xá Na Nê Bà Tất Nê. Ma Đắc Rị Già No Nam Mô Tất Yết Rị Đa Gia. Nam Mô Bà Già Bà Đế Đa Tha Già Đá Câu Ra Gia. Nam Mô Bát Đầu Ma Câu Ra Gia. Nam Mô Bạc Xà La Câu Ra Gia. Nam Mô Ma Ni Câu Ra Gia. Nam Mô Già Xà Câu Ra Gia. Nam Mô Bà Già Bà Đế Đế Rị Trà Thâu Ra Tai Na. Ba Ra Ha Ra No Ra Xà Gia Đá Tha Già Đa Gia. Nam Mô Bà Già Bà Đế Nam Mô A Di Đa Bà Gia Đá Tha Già Đa Gia. A Ra Ha Đế Tam Diệu Tam Bồ Đà Gia. Nam Mô Bà Già Bà Đế A Xô Bệ Gia Đá Tha Già Đa Gia. A Ra Ha Đế Tam Diệu Tam Bồ Đà Gia. Nam Mô Bà Già Bà Đế Bà Sa Xà Gia Câu Rô Phệ Trụ Rị Gia Bát Ra Bà Ra Xà Gia Đá Tha Già Đa Gia. Nam Mô Bà Già Bà Đế Tam Bổ Sư Bí Đa Tất Lâu Nại Ra Lạc Xà Gia Đá Tha Già Đa Gia. A Ra Ha Đế Tam Diệu Tam Bồ Đà Gia. Nam Mô Bà Già Bà Đế Xá Kê Giả Mẫu Na Duệ Đá Tha Già Đa Gia. A Ra Ha Đế Tam Diệu Tam Bồ Đà Gia. Nam Mô Bà Già Bà Đế Lạc Đá Na Kê Rô Ra Xà Gia Đá Tha Già Đa Gia. A Ra Ha Đế Tam Diệu Tam Bồ Đà Gia. Đế Biểu Nam Mô Tát Yết Rị Đa Ế Ràm Bà Già Bà Đa Tát Đát Tha Già Đô Sắc Ni Sam Tát Đát Đa Bát Đát Lam. Nam Mô A Bà Ra Thị Đam Bát Ra Đế Dương Kỳ Ra Tát Ra Bà Bộ Đa Yết Ra Ha Ni Yết Ra Ha Yết Ca Ra Ha Ni. Bạc Ra Bí Địa Gia Sức Đà Nể A Ca Ra Mật Rị Trụ Bát Rị Đát Ra Gia Nặng Yết Rị Tát Ra Bà Bàn Đà Na Mù So Ni Tát Ra Bà Đồ Sắc Ra Đồ Tất Phà Bát Na Nể Phạt Ra Ni Giả Đồ Ra Thất Đế Nẩm Yết Ra Ha Sa Ha Tát Ra Nhã Xà Tỳ Đa Văn Sa Na Yết Rị A Sắc Cha Băng Xá Đế Nẩm Na So Sát Đát Ra Nhã Xà
ba ra tát đà na yết rị a sắc cha nẩm ma ha yết ra ha nhã xà tỳ đa băng tát na yết rị tát bà xá đô rô nể bà ra nhã xà hô lam đồ tức phạt nang giá na xá ni bỉ xà xá tức đắc ra a các ni u đà ca ra nhã xà a bát ra thị đa cu ra ma ha bát ra chiến trì ma ha điệp đa ma ha đế xà ma ha thuế đa xà bà ra ma ha bạc ra bàn đà ra bà tất nở a rị gia đa ra tỳ rị câu chi thề bà tỳ xà gia bà xà ra ma lễ để tỳ xá rô đa bột đằng giỏng ca bà xà ra chớ hát na a giá ma ra chớ bà bát ra chất đà bà xà ra thiện trì tỳ xá ra giá phiến đa xá bề đề bà vỗ thị đa tô ma lô ba ma ha thuế đa a ri gia đa ra ma ha bà ra a bát ra bà xà ra thu yết ra chớ bà xà ra câu ma rị câu lam đà rị bà xà ra hát tác đa giá tỳ địa gia kiền giá na ma rị ca khúc tô mẫu bà yết ra đá na bà ru giá na câu rị gia dạ ra thọ sắc ni sam tỳ chiết lam bà ma ni giá bà xà ra ca na ca ba ra bà lô xà na bạc xà ra đốn trị giá thế đa giá ca ma ra sắc xa thi ba ra bà ở đế gì đế mẫu đà ra yết no sa bệ ra xám quật phạm đô ấn thỏ na mà tả ô hôn rị xót yết no bát lạc xá tốt đà tát đất tha già đô sắc ni sam hổ lôn đô rô ổn chim bà na hổ hôn đô rô ổn tất đàm bà na hổ hôn đô rô ổn bà ra sắc địa gia tam bát so nói ra hổ hôn đô rô ổn tất bà dược so hát ra sắc ta yết ra ha nhã xà tỳ đằng băng tất na yết ra hổ hôn đô rô ổn giả đô ra thi để nẫm yết ra ha sa ha tát ra nẫm tỳ đằng băng tất na ra hổ hôn đô rô ổn ra xoa bà già phạm tát đất tha già đô sắc ni sam ba ra điểm xà kết rị ma ha sa ha cát ra bồ thụ sa ha tát ra thất rị sa câu chi sa ha tát nê đế lệ a tề đề thị bà rị đa cha cha anh ca ma ha bạc xà rô đà ra đế rị bồ bà na mạng trà ra ô hôn sa tất đế bạc bà đô mạng mạ ổn thỏ na mà tả ra xà bà dạ chủ ra bạc dạ a kỳ ni bà dạ u đà ca bà dạ tỳ sa bà dạ xá tát đa ra bà dạ bà ra chú yết ra bà dạ đột sắc so bà dạ a xá nể bà dạ a ca ra mật rị trụ bà dạ đà ra ni bộ di kiếm ba già ba đà bà dạ u ca ra bà đa bà dạ lạc xà đàn trà bà dạ na già bà dạ tỳ điều đáp bà dạ tu ba ra no bà dạ dược so yết ra ha ra so tu yết ra ha tất rị đa yết ra ha tỳ xá giá yết ra ha bộ đa yết ra ha cư bàn trà yết ra ha bổ đan na yết ra ha ca cha bổ đan na yết ra ha tất kiền độ yết ra ha a bá tất ma ra yết ra ha ô đàn ma đà yết ra ha sa dạ yết ra ha hơi rị bà đế yết ra ha xả đa ha rị nẫm yết bà ha rị nẫm rô địa ra ha rị nẫm mang sa ha rị nẫm mế đà ha rị nẫm ma xà ha rị nẫm xà đa ha rị nữ thị tỷ đa ha rị nẫm tỳ đa ha rị nẫm bà đa ha rị nẫm a thâu giá ha rị nữ chất đa ha rị nữ đế sam tác bề sam tác bề yết ra ha nẫm tỳ đà gia xà sơn đà dạ di kê ra dạ di ba rị bạc ra dạ ca hút rị đảm tỳ đà dạ xà sông đà dạ di kê ra dạ di trà diễn ni hút rị đảm tỳ đà dạ xà sông đà dạ di kê ra dạ di ma ha bát thâu bát đát dạ rô đà ra hút rị đảm tỳ đà dạ xà sông đà dạ di kê ra dạ di na ra dạ no hút rị đảm tỳ đà dạ xà sông đà dạ di kê ra dạ di đát rõ dạ rô trà tay hút rị đảm tỳ đà dạ xà sông đà dạ di kê ra dạ di ma ha ca ra ma đát rị dạ no hốc rị đảm tỳ đà dạ xà sông đà dạ di kê ra dạ di ca ba rị ca hốc rị đảm tỳ đà dạ xà sông đà dạ di kê ra dạ di xà cha yết ra ma đổ yết ra tát bà ra tha sa đạt na hốc rị đảm
Đề đà dạ xà xâm đà dạ di ca ra dạ di dạ đốt ra bà kỳ nã hốt rị đảm. Tỳ đà dạ xà xâm đà dạ di ca ra dạ di tỳ rị dương hốt rị tri năng đà cơ sa ra dạ no bát đế sát hê dạ hốt rị đảm. Tỳ đà dạ xà xâm đà dạ di ca ra dạ di na ít na xá ra bà no hốt rị đảm. Tỳ đà dạ xà xâm đà dạ di ca ra dạ di a la hán hốt rị đảm. Tỳ đà dạ xà xâm đà dạ di ca ra dạ di tỳ đa ra dạ hốt rị đảm. Tỳ đà dạ xà xâm đà dạ di ca ra dạ di bà xà ra ba nể câu hê dạ câu hê dạ ca địa bát đế hốt rị đảm. Tỳ đà dạ xà xâm đà dạ di ca ra dạ di ra so võng bà già phạm ấn thổ na mà tả bà già phạm tất đắc đa bát đắc ra nam mô tủy đô đế a tất đa na ra là ca ba ra bà tất phổ ra tỳ ca tất đắc đa bát đế rị thập phật ra thập phật ra đà ra đà ra tuần đà ra tuần đà ra xong đà hổ hùng phẫn ra phẫn ra phẫn ra phẫn ra phẫn ra phẫn ra sa ha 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 phẫn a mu ca gia phẫn a ba ra đà ha đa phẫn bà ra ba ra đà phẫn a tổ ra tỳ đà ra ba ca phẫn tất bà đề bề tệ phẫn tất bà na già tệ phẫn tất bà dược so tệ phẫn tất bà càng tháp bà tệ phẫn tất bà bộ đơn na tệ phẫn ca tra bộ đơn na tệ phẫn tất bà đột lan chỉ đế tệ phẫn tất bà đột sát tỷ rơ hất sắc đế tệ phẫn tất bà thập bà rị tệ phẫn tất bà a bá túc ma rơ tệ phẫn tất bà xả ra bà no tệ phẫn tất bà địa đế kê tệ phẫn tất bà đắc ma đà kế tệ phẫn tất bà tỳ đà gia ra thệ giá lê tệ phẫn xà giả yết ra ma độ yết ra tất bà ra tha sa đà cơ tệ phẫn tỳ địa dạ giá rơ tệ phẫn giả đô ra phục kỳ nể tệ phẫn bạc xà ra câu ma rị tỳ đà dạ ra thề tệ phẫn ma ha ba ra đinh dương so kỳ rị tệ phẫn bạc xà ra thương yết ra dạ ba ra trụng kỳ ra xà gia phẫn ma ha ca ra dạ ma ha mạc đất rị ca no nam mô sa yết rị đa dạ phẫn bỉ sắc no tỳ duệ phẫn bồ ra ha mu ni duệ phẫn a kỳ ni duệ phẫn ma ha yết rị duệ phẫn yết ra đàn trì duệ phẫn miệt đất rị duệ phẫn rau đất rị duệ phẫn giả văn trà duệ phẫn yết là ra đất rị duệ phẫn ca bát rị duệ phẫn a điện một chốt đa ca thi ma xá na bà tư nể duệ phẫn diễn kết chốt tắt đỏ bà tả mạ ấn thỏ na mà tả đồ sát ra chốt đa a mạc đáp rị chốt đa u xà ha ra và bà ha ra rô địa ra ha ra bà sa ha ra ma xà ha ra xà đa ha ra thị bí đa ha ra bạc lực dạ ha ra càng đà ha ra bố sử ba ha ra phả ra ha ta bà tả ha ra các ba chốt đa đồ sát ra chốt đa lạc đà ra chốt đa dược so ít ra ha ra sát thơ ít ra ha bế lệ đa ít ra ha tùy xá giá ít ra ha bộ đa ít ra ha cư bàn trà ít ra ha tốt càng đà ít ra ha ô đắc ma đà ít ra ha xa giả ít ra ha a bá tắc ma ra ít ra ha trạch khư cách trà kỳ ni ít ra ha rụy phật đế ít ra ha xà di ca ít ra ha xá câu ni ít ra ha mổ đà ra nang địa ca ít ra ha a la mã ít ra ha càng độ ba ni ít ra ha thọ phật ra yên ca hê ca trụy đế dược ca đát lệ đế dược ca giả độ thác ca nạc đề thọ phật ra bí sa ma thọ phật ra bạc đế ca tị đế ca thất lệ sắc mộc ca sa nở bát đế ca tất bà thọ phật ra thất rô các đế mạc đà bệ đạt rô chế kiếm a ỷ rô kiềm mục khư rô kiềm yết rị độ rô kiềm yết ra ha yết lam yết no thâu lam đặng đa thâu lam hốt rị dạ thâu lam mạc mạc thâu lam bạc rị thất bà thâu lam bỉ lậu sắc ra thâu lam ô đà ra thâu lam yết trì thâu lam bạc tất đế thâu lam ô rô thâu lam thường già thâu lam hát tất đa thâu lam bạc đà thâu lam sa phòng án già bát ra trụ già thâu lam bộ đà bỉ đa trà trà kỳ ni thập bà ra đà độc rô ca kiến đốt rô kiết tri và lộ đa tỳ tá bát rô hà lăng già thâu sa đát ra sa na ít ra
Tỳ xa dụ ca a kỳ ni ô đà ca mạc ra vệ ra kiến đà ra a ca ra mật rầy đố đát liễm bộ ca địa lộc lạc ra bí rị sắc chấp ca tác bà na câu ra tứ dẫn nhà tỷ ra rị dược so đát ra xô mạc ra thì phệ đế sam sa bệ sam tất đát đà bát đát ra ma ha bà xà rô sắc ni sam ma ha bát lạc trưởng kỳ lam dạ ba đột đà xá dục xà na biển đát lệ no tỳ đà nha bàn đàm ca rô di đế thù bàn đàm ca rô di bát ra tỳ đà bàn đàm ca rô di đáng đi tha ấm a na lệ tỳ xá đề bà ra bà xà ra đà rị bàn đà nể bà xà ra bán ni phấn hổ hồng đô đô ôn phấn sa bà ha. Đoạn 3. Khai thị xuất sinh chư Phật, hàng phục tà ma, rộng ban ơn cho chúng sinh. A nan, những câu nhiệm màu, những kệ bí mật, tất đát đa, bát đát ra, cụ hóa thân nơi hà quang đỉnh Phật, sinh ra tất cả chư Phật thập phương. Thập phương Như Lai nhân chú tâm này, thành được vô thượng chánh biển tri giác. Thập phương Như Lai nắm chú tâm này, uống dẹp các ma, chế phục các ngoại đạo. Thập phương Như Lai vận chú tâm này, ngồi hoa sen bảo, ẩn hiện trong các cõi nước như số vi trần. Thập phương Như Lai ngậm chú tâm này, nơi cõi nước như số vi trần, xoay bánh xe pháp lớn. Thập phương Như Lai giữ chú tâm này, có thể nơi mười phương, xoa đỉnh thụ ký, tự mình quả vị chưa thành, cũng có thể nơi mười phương nhờ chư Phật thụ ký. Thập phương Như Lai nương chủ tâm này, có thể nơi mười phương cứu vớt các khổ như địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, đuôi, điếc, ngọng, câm, các khổ oán tan hồi, ái biệt ly, cầu bất đắc, ngủ ấm xí thịnh, những tai nạn lớn nhỏ, đồng thời được giải thoát, nạn giặc, nạn binh, nạn vua, nạn ngục, nạn gió, lửa, nước, cho đến đói khát bần cùng, liền được tiêu tan. Thập phương Như Lai theo chủ tâm này, có thể nơi mười phương, phụng sự thiện tri thức, trong bốn uy nghi, cúng dường được như ý, trong pháp hội hằng xa Như Lai, được suy tôn là vị đại pháp vương tử. Thập phương Như Lai dùng chủ tâm này, có thể nơi mười phương, nhiếp thụ các nhân thân, khiến cho các hàng tiểu thừa nghe tạng bí mật, không sinh lòng kinh sợ. Thập phương Như Lai tụng chủ tâm này, thành đạo vô thượng giác, ngồi dưới cây bồ đề, vào đại niết bàn. Thập phương Như Lai truyền chủ tâm này, sau khi diệt độ rồi, phó chúc pháp sự của Phật, được trụ trì rốt ráo, giới luật nghiêm tịnh, thảy đều trong sạch. Đoạn 4. Khai thị chủ tâm, nói rộng không hết. Nếu tôi nói chủ Phật đỉnh quan tù bát đát ra này, từ sáng đến tối các tiếng nối nhau, trong đó những chữ, những câu cũng không trùng điệp, trải qua kiếp số như các sông hằng, rốt cuộc không thể hết được, chủ này cũng gọi tên là Như Lai đỉnh. Đoạn 5. Khai thị sức của thần chú thành tựu được thế gian và xuất thế gian, thêm trí tuệ, tiêu nghiệp chướng. Hàng hữu học các ông chưa hết luân hồi, vác lòng chỉ thành tu chứng quả A-la-hán. Nếu không trì chú này, khi ngồi đạo trường mà khiến thần tâm xa rời được các ma sự, thì không thể được. A nan, nếu trong các thế giới có những chúng sinh, tùy cõi nước mình sinh ra, nào vỏ cây hỏa, nào lá cây bối, nào giấy trắng, nào bạch diệp, dùng để viết chép chú này, đựng trong túi thơm. Nếu người đó tối tâm chưa tụng, chưa nhớ được, mà hoặc đeo trên mình, hoặc viết trong nhà ở, thì nên biết người ấy, trọn đời tất cả các thứ độc, không thể hại được. A nan, nay tôi vì ông tuyên lại chú này, cứu giúp trong thế gian, được đại vô úy và thành tựu trí xuất thế gian cho chúng sinh. Nếu sau khi tôi diệt độ rồi, chúng sinh trong đời mạt pháp có người biết tự mình tụng hoặc dạy người khác tụng chú này, nên biết những chúng sinh trì tụng như vậy, lửa không đốt được,
Nước không đắm được, độc lớn độc nhỏ không thể hại được. Cho đến các hàng thiên, long, quỷ, thần, tinh, kỳ, ma, mị, có những chú giữ, đều không làm gì được. Tâm người ấy được chính thụ, tất cả chú trở, yểm cổ, thuốc độc, kim độc, ngân độc và độc khí muôn vật như cỏ, cây, sâu, rắn vào miệng người ấy đều thành vị cam lộ. Tất cả ác tình với các quỷ thần, lòng giữ hại người đối với người ấy cũng không thể khởi ra ác niệm. Tần na dạ ca và các quỷ vương giữ khác cùng với quyến thuộc đều lĩnh ơn sâu, thường gìn giữ ủng hộ. A nan nên biết chú này thường có 84.000 na do tha hằng hà sa câu chi chủng tộc kim cương tạng vương bồ tát, mỗi mỗi đều có những chúng kim cương làm quyến thuộc, ngày đêm theo hầu. Giả sử có chúng sinh bởi tâm tán loạn, chứ không phải ta ma đề, tâm nhớ niệm trì chủ này, thì các kim cương vương đó cũng thường theo bên thiện nam tử kia. Huống nữa là những người có tâm bồ đề quyết định, đối với những người này, các vị kim cương tạng vương bồ tát đó dùng tịnh tâm thầm xúc tiến, phát huy thần lực, người ấy liền khi đó tầm nhớ lại được 84.000 hàng hà sa kiếp, rõ biết cùng khắp, được không nghi hoặc. Từ kiếp thứ nhất cho đến thân cuối cùng, đời đời người ấy không sinh vào các loài dược xoa, la sát, phủ đàn na, ca tra phủ đàn na, cư bàn trà, tỳ xá già, vân vân, cùng các loài ngạ quỷ, có hình, không hình, có tưởng, không tưởng, và những chỗ giữ như thế. Thiện nam tự đó, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc viết, hoặc chép, hoặc đeo, hoặc giữ, hoặc cúng dường nhiều các chú này, thì kiếp kiếp không sinh vào những nơi bần cùng hạ tiện, không thể ưa thích. Các chúng sinh đó, dù cho chính mình không làm việc phúc, thập phương Như Lai có các công đức đều cho họ hết, do đó họ được trong những kiếp hàng xa vô số, không thể nói hết, thường cùng chư Phật đồng sinh một chỗ, vô lượng công đức nhóm lại như trái ác xoa, đồng một chỗ hôn tu, hằng không phân tán. Vậy nên có thể khiến người phá giới mà giới căn cũng được thanh tịnh, người chưa được giới khiến cho được giới, người chưa tinh tiến khiến cho tinh tiến, người không trí tuệ khiến được trí tuệ, người không thanh tịnh mau được thanh tịnh, người không giữ trai giới tự thành có trai giới. A nan, thiện nam tự ấy khi trì chú này, giả sử có phạm cấm giới khi chưa thụ trì, thì sau khi trì chú, các tội phá giới không luận nặng nhẹ, một thời đều tiêu diệt. Dù đã uống rượu, ăn thứ ngũ tần và các thứ không sạch, tất cả chư Phật, Bồ Tát, Kim Cương, Thiên Tiên, Quỷ Thần không cho là có lỗi. Dù mặc y phục rách nát không sạch, thì một cái đi, một cái đứng, thảy đồng như thanh tịnh. Dù không lập đàn, không vào đạo trường, cũng không hành đạo, mà tụng trì chú này, thì công đức cũng như vào đàn, hành đạo, không có khác vậy. Dù gây những tội nặng ngũ nghịch, vô gián, và phạm những tội tứ khí, bát khí của tỷ khưu và tỷ khưu ni, thì khi tụng chú này rồi, cũng như gió mạnh, thổi tan đóng cát, những nghiệp nặng như vậy đều diệt trừ hết, không còn chút mảy may. A nan, nếu có chúng sinh từ vô lượng vô số kiếp đến nay có tất cả những tội chướng nhẹ nặng mà trong các đời trước chưa kịp sám hối, nếu biết đọc tụng viết chép chúng này, giữ đeo trên thân mình hay để nơi chỗ ở như trang trạch viên quán, thì những nghiệp chứa nhóm từ trước như vậy đều tiêu tan như nước sôi tiêu tuyết, chẳng bao lâu đều ngộ được vô sinh nhẫn. Đoạn 6.
khai thị trì chủ thì được mãn nguyện và được sinh vào nơi tốt. Lại nữa A Nan, nếu có người đàn bà chưa sinh con trai, con gái, mong cầu có thai mà biết chí tâm nhớ niệm chủ hoặc ở trên mình đều chủ tất đát đà bát đát ra này, thì liền sinh những con trai con gái có phúc đức trí tuệ. Người cầu sống lâu thì được sống lâu, người cầu quả báo mau được viên mãn thì mau được viên mãn, cho đến về thân mệnh sắc lực thì cũng được viên mãn như vậy. Sau khi mệnh chung tùy nguyện được vãng sinh trong thập phương quốc độ, chắc chắn không sinh nơi biên địa hạ tiện, huống nữa là các tạp hình. Đoạn 7. Khai thị sức chú có thể tiêu quốc nạn, dân tai. A Nan, nếu các cõi nước, các châu, các huyện, các làng xóm bị nạn đói kém, dịch lệ, hoặc ở những nơi có đao binh, tạp nạn, đánh nhau, cãi nhau, và tất cả những nơi có ác nạn khác, viết thần chú này để trên bốn cửa thành, cùng các tháp, hay trên các thoát xà, và khiến chúng sinh hiện có trong cõi nước kính rước chủ này, lễ bái cung kính, nhất tâm cúng dường, khiến trong nhân dân mỗi mỗi đều chủ trong mình hoặc để nơi chỗ ở, thì tất cả tài ác thảy đều tiêu diệt. A Nan, chúng sinh trong cõi nước chỗ nào có được chủ này thì thiên long vui mừng, mưa gió thuận thời, ngũ cốc được mùa, nhân chúng an vui, lại có thể trấn được tất cả ác tinh. Nó tùy nơi biến ra những điều quái dị, tài trưởng không khởi lên, người không hoạt tử, chết yểu, gông cùm, xiềng xích không dính vào mình, ngày đêm ngủ yên, thường không ác mộng. A Nan, cõi Sa Bà này có 84.000 ác tinh tai biến, 28 đại ác tinh làm thượng thủ, lại có 8 đại ác tinh làm chủ, xuất hiện trên đời với nhiều hình trạng, có thể sinh ra các tai nạn dị kỳ cho chúng sinh. Chỗ nào có chủ này thì tất cả đều tiêu diệt. Lấy 12 do tuần làm vòng kết giới, các tai biển hung dữ hẳn không thể vào được. Đoạn 8. Bảo hộ hàng sơ tâm, rời ma chướng, chống khai ngộ. Vậy nên Như Lai tuyên dạy chủ này bảo hộ cho những người tu hành sơ học trong đời vị lai vào tam ma đề, thân tâm thư thái, được đại an ẩn, không còn tất cả các ma, quỷ thần và những oan khiên đời trước, nghiệp cũ, nợ xưa, từ vô thủy đến nay, đến khuấy hại nhau. Ông với những người hữu học trong chúng và những kẻ tu hành đời vị lai, y như lời dạy của tôi mà lập đàn trường, đúng theo pháp mà trì giới, gặp được tăng chúng thanh tịnh, chủ trì việc thụ giới. Đối với chủ tâm này không sinh lòng nghi hối. Những thiện nam tử như thế, chính nơi cái thân cha mẹ sinh ra mà không được tâm thông, thì thập phương Như Lai bèn là vọng ngữ. Đoạn 9. Kim cương thiện thần trong hội phát nguyện bảo hộ rộng rãi. Phật dạy lời ấy rồi, vô lượng trăm ngàn kim cương trong hội một thời đứng trước Phật, chắp tay đảnh lễ mà bạch Phật rằng: Như lời Phật dạy, chúng tôi phải thành tâm bảo hộ những người tu đạo Bồ Đề như vậy. Khi bấy giờ, Phạm Vương và Thiên Đế Thích, Tử Thiên Đại Vương cũng ở trước Phật, đồng thời đảnh lễ mà bạch Phật rằng: Xét có người làm tu học như vậy, chúng tôi phải hết lòng chỉ thành bảo hộ, khiến cho trong một đời tu hành được như nguyện. Lại có vô lượng đại tướng Dược Xoa, các vua La Sát, vua Phú Đàn Na, vua Cư Bàn Trà, vua Tỳ Xá Già, các đại quỷ phương như Tần Na, Dạ Ca và các quỷ soái cùng ở trước Phật, chất tay đỉnh lễ mà bạch Phật rằng: Chúng tôi cũng thệ nguyện hộ trì cho người đó, khiến cho tâm Bồ Đề mau được viên mãn. Lại có Không Lường Nhật, Nguyệt Thiên Tử, Phong Sư, Vũ Sư, Vân Sư, Lôi Sư cùng với Điện Bá và các niên tuế tuần quan,
chư tinh và quyến thuộc, vân vân, cùng ở trong hội đỉnh lễ chân Phật mà bạch Phật rằng: chúng tôi bảo hộ người tu hành ấy lập ra đạo trường, được không e sợ. Lại có vô lượng sơn thần, hải thần, tất cả tinh kỳ, đất đai muôn vật, thủy, lục, không, hành với phong thần vương về chư thiên vô sắc giới ở trước Như Lai, đồng thời cúi đầu bạch Phật rằng: chúng tôi cũng bảo hộ người tu hành ấy được thành Bồ Đề, hẳn không ma sự. Khi bấy giờ, 84.000 Na Do Tha, Hằng Hà Sa Câu Chi Kim Cương Tạng Vương Bồ Tát ở trong đại hội liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đỉnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: Thế Tôn, như bọn chúng tôi công nghiệp tu hành đã thành đạo Bồ Đề lâu rồi mà không nhận lấy Niết Bàn, thường theo chú này cứu giúp những người chân chính tu hành Pháp Tam Ma Đề trong đời mạt pháp. Bạch Thế Tôn, những người tu tâm vào chính định như thế, dù ở đạo trường hay là những lúc kinh hành, cho đến khi tán tâm đi chơi trong làng xóm, đồ chúng tôi thường phải đi theo thị vệ người ấy. Dù cho ma vương, đại tự tại thiên muốn được phương tiện khuấy phá cũng không thể được. Các quỷ thần nhỏ phải cách xa người lành ấy ngoài 10 do tuần, trừ khi họ phát tâm thích người tu thiền. Bạch Thế Tôn, những ác ma như thế hay quyến thuộc của ma muốn đến xâm lấn khuấy phá người lành ấy, chúng tôi dùng bảo sứ đập nát cái đầu như vi trần, thường khiến cho người ấy tu hành được như nguyện. Mục 6. Khai thị những vị trí tu chứng trước sau. Đoạn 1. Ông A Nan xin khai thị về những danh mục thứ bậc tu hành. Ông A Nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy đỉnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: chúng tôi ngu độ, ư tuệ đa văn, đối với các tâm hữu lậu chưa cầu thoát ly, nhờ Phật từ bi dạy bảo được lối huân tu chân chính, thân tâm khoan khoái, được lợi ích lớn. Bạch Thế Tôn, những người tu chứng Pháp Tam Ma Đề của Phật như thế chưa đến Niết Bàn thì thế nào gọi là can tuệ địa? Trong 44 tâm đến thứ bậc nào mới được danh mục tu hành? Đến phương sở nào mới gọi là nhập địa? Thế nào gọi là đẳng giác Bồ Tát? Nói lời ấy rồi, năm vóc gieo xuống đất, trong đại chúng đều nhất tâm chăm chỉ mong đợi từ âm của Phật. Đoạn 2. Khen ngợi và hứa sẽ chỉ trước cho. Khi bấy giờ, Đức Thế Tôn khen ông A Nan rằng: hay thay, hay thay, các ông lại biết vì cả đại chúng và hết thảy chúng sinh tu Tam Ma Đề cầu pháp đại thừa trong đời mạt pháp, xin tôi chỉ trước đường tu hành vô thượng chân chính từ phàm phu đến đại niết bàn. Nay ông hãy nghe cho chính, tôi sẽ vì ông mà nói. Ông A Nan và đại chúng chắp tay sạch lòng yên lặng thụ giáo. Đoạn 3. Khai thị hai cá nhân điên đảo. Phật dạy: A Nan, nên biết diệu tính là viên minh, rời các danh tướng bản lai không có thế giới chúng sinh, nhân cái vọng mà có sinh, nhân cái sinh mà có diệt, sinh diệt gọi là vọng, diệt vọng gọi là chân, ấy gọi là hai hiệu chuyển y vô thượng Bồ Đề và đại niết bàn của Như Lai. A Nan, nay ông muốn tu pháp chân Tam Ma Đề đến thẳng đại niết bàn của Như Lai, trước hết phải biết hai cái nhân điên đảo của thế giới và chúng sinh này. Điên đảo không sinh, đó là chân Tam Ma Đề của Như Lai. A Nan, thế nào gọi là điên đảo về chúng sinh? Do cái tâm bản tính là minh, và tính minh ấy viên mãn cùng khắp, nên nhân tính minh phát ra hình như có tính, mà vọng kiến nhận là có tính sinh ra, từ chỗ rốt ráo là không lại thành rốt ráo là có. Có cái sở hữu như thế là do phi nhân làm nhân, và nhận tướng năng trụ, sở trụ rốt ráo không có cội gốc,
rồi gốc nơi cái vũ trụ đó mà kiến lập ra thế giới và các chúng sinh. Vì mê không nhận được tính viên minh sẵn có nên sinh ra hư vọng. Tính hư vọng không có tự thể, không phải thật có chỗ nương đứng. Họ muốn trở lại chân tính thì cái muốn chân đó đã không phải là tính chân như chân thật. Cầu trở lại không đúng chân lý thì hiện thành ra những phi tướng, không phải sinh gọi rằng sinh, không phải trụ gọi rằng trụ, không phải tâm gọi rằng tâm, không phải pháp gọi rằng pháp. Xoay vòng phát sinh về sinh lực phát huy, hung tập thành ra nghiệp báo, đồng nghiệp thì cảm với nhau, nhân đó lại cảm ra các nghiệp diệt nhau, sinh nhau, do đó mới có điên đảo về chúng sinh. A nan, thế nào gọi là điên đảo về thế giới? Do có cái sở hữu đó nên từng phần từng đoạn giả dối sinh ra, vì thế mà không gian thành lập. Do phi nhân làm nhân, không có năng trụ sở trụ nên dời đổi mãi, không có năng trụ sở trụ nên dời đổi mãi không an trụ. Vì thế mà thời gian thành lập, ba đời bốn phương hòa hợp can thiệp cùng nhau, chúng sinh biến hóa thành 12 loài. Vậy nên trong thế giới, nhân động có tiếng, nhân tiếng có sắc, nhân sắc có hương, nhân hương có xúc, nhân xúc có vị, nhân vị biết pháp. Sáu vọng tưởng càng loạn, thành ra nghiệp tính. Do đó, 12 cách đối hiện xoay vần mãi mãi. Vậy nên trong thế gian, những thanh, hương, vị, xúc biến đổi cùng tột đến 12 lần xoay trở lại. Dựa trên những tướng điên đảo xoay vần đó nên trong thế giới có những loài loãng sinh, thai sinh, thấp sinh, hóa sinh, hữu sắc, vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng, hoặc phi hữu sắc, hoặc phi vô sắc, hoặc phi hữu tưởng, hoặc phi vô tưởng. A nan, nhân trong thế giới có hư vọng luân hồi, điên đảo về động, nên hòa hợp với khí, thành ra 84.000 loạn tưởng bay lặng. Vì vậy, nên có mầm trứng, trồi lằn trong cõi nước, cá, chim, rùa, rắn, các loài đầy nhảy. Nhân trong thế giới có tạp nhiễm luân hồi, điên đảo về dục, nên hòa hợp với tư, thành ra 84.000 loạn tưởng ngang dọc. Vì vậy, nên có bọc thai trôi lăn trong cõi nước, người, xúc, rồng, tiên, các loài đầy nhảy. Nhân trong thế giới có chấp trước luân hồi, điên đảo về thú, nên hòa hợp với noãn, thành ra 84.000 loạn tưởng nghiêng ngửa. Vì vậy, nên có tế thi, thấp sinh trôi lăn trong cõi nước, nhung nhúc, quậy động, các loài đầy nhảy. Nhân trong thế giới có biến dịch luân hồi, điên đảo về giả, nên hòa hợp với xúc, thành ra 84.000 loạn tưởng mới cũ. Vì vậy, nên có yết nam hóa sinh trôi lăn trong cõi nước, chuyển thoái, phi hành, các loài đầy nhảy. Nhân trong thế giới có lưu ngại luân hồi, điên đảo về chướng, nên hòa hợp với trước, thành ra 84.000 loạn tưởng tinh diệu. Vì vậy, nên có yết nam sắc tưởng, trôi lằn trong cõi nước, hưu cửu, tinh minh, các loài đầy nhảy. Nhưng trong thế giới, có tiêu tán luân hồi, điên đảo về hoặc, nên hòa hợp với ám, thành ra 84.000 loạn tưởng, thầm ẩn. Vì vậy, nên có yết nam vô sắc, trôi lằn trong cõi nước, không tán tiêu trầm, các loài đầy nhảy. Nhân trong thế giới có vọng tưởng luân hồi, điên đảo về ảnh, nên hòa hợp với ức, thành ra 84 loạn tưởng tìm kết. Vì vậy, nên có ít nam hữu tưởng, trôi lăn trong cõi nước, thần quỷ tinh linh, các loài đầy nhảy. Nhân trong thế giới có ngu độn luân hồi, điên đảo về si, nên hòa hợp với ngoan, thành ra 84.000 loạn tưởng khô kẽo. Vì vậy, nên có yết nam vô tưởng, trôi lăn trong cõi nước,
tinh thần hóa làm đất cày, vàng đá, các loài đầy nhảy. Nhưng trong thế giới có tương đãi luân hồi, điên đảo về ngụy, nên hòa hợp với nhiễm, thành ra 84.000 loạn tưởng nhân y. Vì vậy nên có ít nam, không phải có sắc mà có sắc, rồi làm tròn cõi nước, những giống thủy mẫu, dùng tôm làm mắt, các loài đầy nhảy. Nhưng trong thế giới có tương đẳng luân hồi, điên đảo về tính, nên hòa hợp với chủ, thành ra 84 loạn tưởng hồ triệu. Vì vậy nên có ít nam, không phải vô sắc mà vô sắc, rồi làm tròn cõi nước, chủ trở, yểm sinh, các loài đầy nhảy. Nhưng trong thế giới có hợp vọng luân hồi, điên đảo về vọng, nên hòa hợp với dị, thành ra 84.000 loạn tưởng hồi hổ. Vì vậy nên có ít nam, không phải có tưởng mà có tưởng, rồi làm trong cõi nước, những giống tò vò, mượn chất khác thành cái thân của mình, các loài đài nhảy. Nhưng trong thế giới có oán hại luân hồi, điên đảo về xác, nên hòa hợp với quái, thành ra 84.000 tư tưởng, ăn thịt cha mẹ. Vì vậy nên có ít nam, không phải vô tưởng mà vô tưởng, rồi làm tròn cõi nước, như con thổ kiêu, ấp khối đất làm con, và chim phá kính, ấp quả cây độc làm con. Còn lớn lên thì cha mẹ đều bị chúng ăn thịt, các loài đài nhảy. Ấy gọi là 12 chủng loại chúng sinh. Ha ha ha,